Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học về lá của cây thông đỏ. Họ đã tìm thấy chất rutin, một loại vitamin B đặc biệt trong lá thông đỏ có tác dụng ngăn ngừa lão hóa và cao huyết áp. Lá thông đỏ được dùng trong làm bánh gạo truyền thống ở gia đình hoặc có thể dùng để ngâm rượu. Nhưng trong một nghiên cứu gần đây cho thấy, trong thành phần của lá thông có chứa chất ngăn ngừa lão hóa. Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp đã nghiên cứu thành phần trong lá thông đỏ. Kết quả cho thấy, họ tìm thấy chất rutin, một loại vitamin B đặc biệt, có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sức chịu đựng, mao mạch, đột quỵ. Trong khi thực hiện thí nghiệm, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên về kết quả thu được tinh chất dầu thông, đã giải phóng lượng mỡ trong thành ống nghiệm rất rõ ràng. Vì có nhiều chất rutin, một loại vitamin đặc biệt, nên lá thông đỏ có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, làm các tế bào mao mạch khỏe mạnh. Trong đông y bảo giám, lá thông đỏ hay còn gọi là tùng diệp đã được dùng để chữa trị bằng phương pháp dân gian trong việc ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh đại tràng, nguyệt khí yếu. Viện nghiên cứu đã lên kế hoạch nghiên cứu thêm lá thông đỏ có tác dụng phòng chống ung thư, ức chế các tế bào gây đột biến gen hay không. So sánh nam giới ở hai độ tuổi 20 và 50 rất khác biệt. Khi tuổi tác càng cao thì lượng mỡ dư thừa ở bụng càng nhiều và đó là nguyên nhân gây nên rất nhiều bệnh lý nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy tinh dầu thông giúp phân tán mỡ thành những tế bào nhỏ rồi triệt tiêu chúng. Có rất nhiều bệnh tật sinh ra vì nguyên nhân béo bụng. Những axit béo làm giảm lượng huyết quản và gây ra nhiều bệnh tật. Qua các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tử vong ở những người mắc về bệnh tim mạch cao gấp 200 lần so với những người bình thường. Những tạp chất như mỡ máu, máu đông hay vi khuẩn cũng có thể do hội chứng suy tim sẽ lưu thông cùng mạch máu đến thận. Lâu ngày, nó sẽ làm cho thận bị hư yếu, tổn thương. Theo nghiên cứu cho thấy, khi uống tinh chất dầu thông đỏ, các hợp chất của rutin tác dụng làm tăng khả năng lưu lượng máu đến các chi tiết và làm cho thận khỏe hơn. Lúc đó các tạp chất sẽ đào thải nhanh hơn và nó giúp đẩy tất cả các tạp chất ra ngoài theo đường niệu đạo. Khi chưa sử dụng tinh dầu thông thì các tạp chất di chuyển đến thận sẽ bị đóng lại đó, mà bình thường thì sẽ thoát xuống dưới. Dưới đây là những hình ảnh về sỏi thận. Khi sỏi thận được hình thành, nó sẽ phát triển lớn dần lên, làm chúng ta bị đau buốt, khó chịu, khó bị đào thải ra ngoài. Nghiên cứu cho thấy với người dùng tinh dầu thông đỏ, nó sẽ tác dụng làm ức chế và bào mòn dần viên sỏi để nó nhỏ lại và giải phóng ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Động mạch cảnh là động mạch chính dẫn máu từ tim lên não. Nếu bị tổn thương, nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ chúng ta và là nguyên nhân dẫn đến bệnh tai biến mạch máu não. Nhồi máu cơ tim chủ yếu là do một vùng cơ tim bị hoại tử vì không được cung cấp máu đến, cũng có thể là do cục máu đông hay sờ vữa gây nên. Chúng ta hãy quan sát kỹ khu vực đánh dấu tim bị tổn thương và đó là một trong số những nguyên nhân gây ra bệnh nhồi máu cơ tim. Khi dùng tinh dầu thông thì tinh dầu chứa trong dầu thông sẽ giúp phục hồi những điểm bị tắc cho máu lưu thông tốt hơn. Nhiều lưu lượng máu tuần hoàn qua tim cũng vì thế nhanh hơn và mạnh hơn. Cơ chế hoạt động của tim sẽ trở lại bình thường và những cơn đau sẽ không còn nữa. Tác hại của lượng cholesterol trong máu thực sự rất nguy hiểm, nó có thể để lại hậu quả rất lớn. Chất cholesterol chứa nhiều trong mỡ và nó có trong máu hay tế bào của con người. Nếu nó quá nhiều sẽ gây chứng xơ vỡ động mạch, nặng quá có thể gây vỡ động mạch và khi đó chỉ 30 phút sau là bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong các nghiên cứu rất kỹ về tinh dầu thông, các nhà khoa học đã thấy được tác dụng của dầu thông đỏ rất lớn trong việc đánh tan cholesterol trong máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Là tác nhân giúp cho trái tim có sức khỏe mạnh mẽ để đưa máu đến khắp cơ thể nhanh hơn. Một nghiên cứu nữa cho thấy, tinh dầu thông đỏ có tác dụng tuyệt vời đối với những bệnh nhân do nhiễm khuẩn như
bệnh do khuẩn trực tràng gây nên, bệnh do vi khuẩn Salmonella, bệnh do tụ cầu khuẩn. Sau đây là một thí nghiệm cho chúng ta thấy hiệu quả của tinh dầu thông đỏ. Nó có tác dụng ức chế ngăn ngừa, tiêu diệt các tế bào bị nhiễm khuẩn do các loại virus trên. Thật bất ngờ đúng không nào các bạn? Trong thí nghiệm, chúng tôi có cho một chút tinh dầu thông đỏ nguyên chất vào các mẫu có chứa vi khuẩn trên. Và kết quả thật bất ngờ, tinh dầu thông tác dụng ức chế và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh. Lý do lá thông đỏ tốt, loại trừ vi khuẩn, nấm mốc, loại trừ cỏ dại, côn trùng gây hại. Tác dụng sát khuẩn, vệ sinh, tẩy trắng, hiệu quả làm đẹp da, làm hạ đường huyết, hỗ trợ trong việc chữa trị bệnh tiểu đường.